chương 501, hay là mời anh ta. Bọn họ ngồi đối diện Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thị Kỳ, bốn cô gái xinh đẹp suốt chúng ngồi ở đó tự nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, một vài người đàn ông cũng bất giác nói to hơn. Đúng lúc này, ở cách đó không xa, một người đàn ông ăn mặc rất thời thượng, ngoại hình cũng được coi là ưa nhìn đứng dậy, bên cạnh anh ta đang có mấy người ồn ào đùa giỡn. Anh ta mỉm cười, rút điện thoại ra, đi về phía Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ, sau đó dừng lại trước mặt Phạm Nhược Tuyết, nở một nụ cười nhẹ đầy sức quyến rũ, người đẹp, em biết tôi hài lòng nhất ở điểm nào trên người mình không? Lê Văn Vân, Vương Giai Kỳ, Long Nhã Lâm ngồi ở phía đối diện đều hơi sừng sốt. Mà ở bên kia, Phạm Nhược Tuyết lại hoàn toàn không có ý định để ý đến anh ta, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đó một cái, sau đó quay người đi. Người đàn ông đó lại vòng qua trước mặt cô, cười nói, điểm tôi hài lòng nhất về bản thân mình chính là đôi mắt của tôi, vì trong đôi mắt tôi có em. Mẹ kiếp, Lê Văn Vân nghe anh ta nói vậy mà nổi hết da gà. Audio điện tử võ tấn bền. Đúng là mấy câu tình thoại xến sẩm buồn nôn. Hoàng Thi Kỳ nghe vậy liền liếc mắt nhìn anh ta một cách đầy hứng thú. Vì thế, người đẹp à, có thể kết bạn WeChat với tôi không? Người đàn ông kia nở nụ cười tự tin, nói. Phạm Nhược Tuyết nghe thấy thế bên ngước mắt lên nhìn anh ta, đánh giá người đàn ông này từ trên xuống dưới, sau đó lạnh lùng nói cút. Nét mặt người đàn ông kia lập tức cứng đờ, sau đó anh ta trầm giọng nói tiếp, người đẹp à, chủ yếu là vì đám bạn kia của tôi đã cá cược, nếu em không cho tôi nick WeChat thì tôi sẽ rất mất mặt đấy. Có nghe hiểu tiếng người không? Đừng ở đây khiến tôi thấy buồn nôn nữa. Phạm Nhược Tuyết nói bằng giọng điệu lạnh như băng. Chật, mọi người xung quanh đều phụt cười. Lê Văn Vân cũng bật cười. Khuôn mặt người đàn ông kia hiện lên vẻ lúng túng, xấu hổ, sau đó anh ta hầm hực đi về phía đám bạn của mình. Lúc mọi người đang cười vui vẻ vì trò hề của người đàn ông kia thì một giọng nói đầy nghi hoặc bỗng vang lên, "Nhã Lâm, Giai Kỳ, hai người cũng ở đây ư?" Nghe thấy giọng nói này, Lê Văn Vân liền ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy một người quen. Cách đó không xa, có ba bóng người tiến đến chỗ họ, trong số đó có Tạ Vân người lúc trước đã từng làm livestream vào hôm vương giai kỳ tổ chức sinh nhật ở Lâm Hải. Ngoài ra còn có hai người trẻ tuổi khác. Trong đó một người trông tuổi tác cũng ngang ngang Lê Văn Vân, người còn lại là một người đàn ông cực béo, nặng ít nhất 100 cân, nhưng may mà anh ta cũng khá cao nên trông không đến nỗi quá đáng sợ. Người lên tiếng là người đàn ông đứng ở giữa. Mặc dù anh ta gọi Vương Giai Kỳ, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn Long Nhã Lâm. Nhã Lâm, gần như hôm nào anh cũng mời em ăn cơm mà em luôn không đồng ý, bây giờ lại một mình chạy tới nhà hàng tam hợp này à, anh ta cười nói, nếu đã gặp nhau rồi, chỉ bằng chúng ta ngồi cùng bàn đi, anh mời em. Không cần đâu, hôm nay tôi đến đây mời bạn ăn cơm, Long Nhã Lâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét không thể che giấu được. Mời bạn ăn cơm ư, em mời dai kỳ hà, nói xong. Ánh mắt anh ta lại chuyển lên người Lê Văn Vân, một tia lạnh lùng thoáng xẹt qua trong đáy mắt hay là mời anh ta. chương 502, anh ta có giàu không? Nói rồi, cô ấy lập tức đứng bật dậy. Thấy Long Nhã Lâm bảo vệ Lê Văn Vân như vậy, Lý Thiên Vũ cau mày lại, nhưng dường như anh ta không dám to tiếng với Long Nhã Lâm, chỉ nhíu mày bỏ tay ra khỏi vai Lê Văn Vân, sau đó nói với anh, anh là Lê Văn Vân đúng không? Nhớ kỹ cái tên của tôi, tôi là Lý Thiên Vũ. Nhớ kỹ cái tên của tôi, tôi là Lý Thiên Vũ, anh ta vỗ vai Lê Văn Vân, trên khuôn mặt nở một nụ cười như có như không. Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng và uy hiếp. Long Nhã Lâm cười khẩy, nói, Lý Thiên Vũ, anh đừng có tự cao tự đại quá. Lý Thiên Vũ chỉ cười đáp, anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi, ngày mai anh sẽ đến nhà em để nghỉ kết thông ra. Ông nội tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh, Long Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Vũ cũng không tức giận, anh ta lạnh lùng nhìn Lê Văn Vân, sau đó lấy số, bước tới một chỗ cách xa bọn họ rồi ngồi xuống. Anh ta nhìn Tạ Vân, hỏi tên Lê Văn Vân này có lại lịch như nào? Lúc ở Lâm Hải anh ta quen biết với Vương Giai Kỳ, hình như là thông qua Trần Hy, tôi cũng không rõ. Tạ Vân đáp, tôi đã từng điều tra về thằng nhãi này, trước đây anh ta từng gây ồn vào một trận lớn ở Lâm Hải, là một thành viên thuộc chi thứ của nhà họ Lê ở Lâm Hải, sau đó bị nhà họ Lê hãm hại, ngồi tù 9 năm liền. Sau đó anh ta được Lôi Bân cứu ra, trở thành con cờ để Lôi Bân đối phó với nhà họ Lê. Anh ta làm việc ở chỗ Lôi Bân ư? Lý Thiên Vũ hỏi. Trước đây thì có vẻ như là vậy, hình như là trợ lý của Lôi Bân. Lúc trước tôi còn muốn trả thù anh ta ở Lâm Hải, khi ấy chuyện ồn ào ở trên mạng của tôi là do anh ta làm. Con mẹ nó, thằng nhãi này uống rượu rất tầm, tôi cũng không uống lại được anh ta. Tạ Vân mắng. Lúc này, trên mặt Lý Thiên Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó tình hình của anh ta khi đến Yên Kinh như nào thì tôi không rõ, tôi cũng không biết anh ta quen Long Nhã Lâm như nào. Tạ Vân nói, nhưng thằng nhãi này rất giỏi dụ dỗ phụ nữ, từ Trần Hy đến Vương Giai Kỳ, bây giờ Long Nhã Lâm còn mời anh ta ăn cơm. Sắc mặt Lý Thiên Vũ trở nên u ám, anh ta hừ lạnh một tiếng, nói tôi biết rồi. Anh ta có giàu không? Lý Thiên Vũ hỏi dò. Bản thân anh ta hẳn là chẳng giàu có gì, nhưng tôi đoán anh ta đi theo lôi bân chắc cũng đảo được rất nhiều lợi ích. Tạ Vân lại giải thích. Lý Thiên Vũ xoa cầm, một lúc sau mới nói, được, nếu anh ta đã ở Yên Kinh, vậy thì tôi sẽ chơi với anh ta một trận. Mặc dù hai bên ngồi ở vị trí cách xa nhau, nhưng những gì bọn họ nói đều lọt vào tai Lê Văn Vân một cách rất rõ ràng. Đồng thời, Lê Văn Vân cũng thấy ở cách đó không xa, Phạm Nhược Tuyết hơi nhếch khóe miệng lên, giọng nói hơi có chút lạnh lùng của cô lọt vào tai anh rất giỏi dụ dỗ phụ nữ, Lê Văn Vân, anh cũng giỏi thật đấy. Lê Văn Vân xứng người, nhưng anh đang ngồi bên chỗ Vương Giai Kỳ và Long Nhã Lâm nên không tiện giải thích, chỉ có thể ngồi đó cười khổ. Quý khách có số 067, mời vào dùng bữa, đúng lúc này, một giọng nói như âm thanh của loa phát thanh bỗng nhiên vang lên bên tai họ. Vương Giai Kỳ nhìn số trong tay mình, nói, đến lượt chúng ta rồi, đi thôi. Lê Văn Vân gật đầu, sau đó cùng Vương Giai Kỳ và Long Nhã Lâm bước vào nhà hàng. Trường 503 lý do là vì bị ràng buộc quá nhiều thứ. Nói thế nào nhỉ, Vương Giai Kỳ hơi đỏ mặt nói, nhân phẩm của anh ta rất thối nát, thối nát đến mức có tiếng ở yên kinh luôn, nhưng vì anh ta không hòa hợp với anh trai tôi nên chúng tôi không chơi cùng nhau. Chẳng trách ông cụ Long không muốn để Long Nhã Lâm ở bên anh ta, Lê Văn Vân cười. Nói, dù anh ta không có nhân phẩm thối nát tôi cũng không thích anh ta long nhã lâm hừ lạnh một tiếng tôi không thích đàn ông yếu kém hơn tôi vương gia kỳ vui vẻ nói nói vậy có nghĩa là vì lê văn vân lợi hại hơn chị nên chị mới mời anh ấy đi ăn hả long nhã lâm vội vàng chóng giải thích em đừng có nói nhảm trong lúc bọn họ trò chuyện điện thoại của lê văn vân rung lên vài cái anh cầm lên liếc nhìn màn hình là tin nhắn của phạm nhược tuyết đúng là bọn họ định ra tay rồi anh cẩn thận một chút, bảo vệ sự an toàn của Vương Gia Kỳ. Lê Văn Vân im lặng cất điện thoại, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thực ra, anh không thực sự thích cảm giác làm vệ sĩ cho người ta. Lý do là vì bị ràng buộc quá nhiều thứ. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì thức ăn cũng bắt đầu được đưa lên. Lê Văn Vân ăn vài miếng, trong lòng đã hơi sao động. Không thể không nói, nhà hàng tam hợp này nổi tiếng cũng có nguyên do của nó. Hương vị của các món ăn ở đây đúng là rất tuyệt vời, thậm chí còn ngon hơn cả đồ ăn ở nhà hàng Vinh Hoa, mà còn rẻ hơn một chút. Tất nhiên là thị trường và phân khúc khách hàng mà hai nhà hàng này hướng tới không giống nhau. Nhà hàng Tam Hợp ở Yên Kinh kinh doanh theo hướng bình dân hơn một chút. Quá trình ăn uống diễn ra khá yên bình. Ăn cơm xong, Long Nhã Lâm đi thanh toán, ba người cùng bước xuống lầu. Lê Văn Vân xoa mũi nói: "Để tôi lái xe cho." Long Nhã Lâm sửng sốt tự hỏi không biết tại sao lê văn vân lại đột nhiên muốn lái xe nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều mà đưa chìa khóa cho anh nhà hàng tam hợp nằm ở khu vực ngoại thành cách trung tâm thành phố yên kinh khá xa lúc này trên con đường từ nhà hàng tam hợp về yên kinh có một khu vực tương đối chống trải ít người qua lại tất nhiên là vẫn có không ít xe lưu thông trên đường lúc này tại ngã ba đường chính đối diện với một con đường vắng vẻ có một chiếc xe tải cực lớn đang đậu ở đó bên trong chiếc xe tải chất rất nhiều đồ nặng lâm thiếu hoa đang dặn dò một người đàn ông lát nữa cậu lái xe chặn chiếc xe kia để nó dừng lại hiểu chưa vâng người đó đáp lâm thiếu hoa thở ra một hơi sau đó ông ta lại chạy về phía sau con đường đi tới một chiếc ô tô đang đậu bên đường trong xe có mấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đó là đám người flodem nhìn thấy lâm thiếu hoa bước tới flodem cau mày nói không cần phải dàn trận lớn như vậy bóng tối Hồng Nguyệt các người cộng thêm chúng tôi là có gần 20 cao thủ đỉnh cấp, chỉ là một vương gia kỳ còn con, dàn trận hùng hậu như này. chương 504, bọn họ muốn ám sát em ư. Sau khi dặn dò Flo đem vài câu, Lâm Thiếu Hoa bước về phía sau. Lúc này, Giản Hưng đang đứng ở đó, trong tay anh ta vẫn cầm một một bộ bài poker. Chỉ có điều, anh ta chỉ cầm bộ bài bằng tay phải, những ngón tay phải lật đi lật lại chỉ với một bàn tay, anh ta cũng có thể khiến những lá bài poker biến hóa khôn lường. Tay trái anh ta đang cầm điếu thuốc, đứng trên một con đường cạnh một cánh đồng. Lâm Thiếu Hòa bước tới bên cạnh anh ta, cười nói, giản hưng, lát nữa cậu cứ chờ mà xem. Lần này chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu xử đẹp vương giai kỳ. Lão già họ vương kia sẽ phải dâng xương cốt đến quỷ lại chúng ta thôi. Giản hưng giết một hơi thuốc lá, liếc nhìn ông ta với vẻ hờ hững, Nói, hy vọng mọi chuyện sẽ được như những gì ông nghĩ, đến lúc đó đừng tự khiến mình gặp họa, tự chui đầu vào hổ là được. Hừ, không thể có chuyện đó đâu. Lâm Thiếu Hoa cười híp mắt lại, nói, nếu đây là cái bẫy của người gác đêm, tôi cũng có thể nắm chắc. Hơn nữa, chẳng phải cậu vẫn đang ở đây sao? Mặc dù cậu đã nói là phải lấy được xương cốt mới hợp tác, nhưng tôi tin, vào thời khắc mấu chốt, cậu vẫn sẽ ra tay. Giản Hưng không nói gì, chỉ đứng đó hút thuốc. Lâm Thiếu Hoa cười nói, vậy tôi đi xem tình hình trước. Đồng thời, ông ta cũng nói vào tai nghe gắn trên tai, đây là con đường mà bọn họ chắc chắn phải đi qua, hãy nhớ kỹ biển số xe rồi thông báo trước. Gió. Thời gian chậm chậm qua, Lê Văn Vân chậm rãi lái xe trên đường cao tốc, Long Nhã Lâm và Vương Giai Kỳ đang ngồi nói chuyện ở hàng ghế sau. Tất nhiên là Lê Văn Vân không thể chen mồm vào cuộc thảo luận của bọn họ. Bọn họ toàn nói về mỹ phẩm, đồ trang điểm gì đó, Lê Văn Vân hoàn toàn không hiểu. Từ nhà hàng tam hợp đến Yên Kinh có một đoạn đường tương đối vắng vẻ, ít xe qua lại. Lê Văn Vân nghĩ nếu đối phương thực sự muốn ra tay thì rất có thể bọn họ sẽ chọn vị trí này. Lê Văn Vân vừa lái xe vừa nói, hai người hãy thắt dây an toàn vào. Long Nhã Lâm và Vương Giai Kỳ ngây người khi nghe anh nói vậy. Biểu môi đáp, chúng tôi đang ngồi ở hàng ghế sau, tại sao lại phải thắt dây an toàn, vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, anh nhẹ nhàng nói, lát nữa có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Anh vừa dứt lời, lòng nhã lâm và Vương Giai Kỳ liền cau mày. Vương Giai Kỳ hỏi, ý của anh là gì? Nguy hiểm gì cơ? Từ lúc chúng ta rời khỏi công ty đã có một chiếc xe liên tục đi đằng sau bám theo chúng ta đến tận nhà hàng tam hợp, Lê Văn Vân nhẹ nhàng nói. Cái gì cơ? Long Nhã Lâm kinh ngạc hỏi, chuyện này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy thở dài, nhìn Long Nhã Lâm nói, chị Nhã Lâm, thực ra có một chuyện em vẫn luôn không nói với chị. Em, đã trở thành mục tiêu của hai tổ chức sát thủ là Hồng Nguyệt và Bóng Tối. Bọn họ muốn ám sát em ư, Long Nhã Lâm hỏi. Trường 505 anh là siêu cấp. Cô ấy vừa thắt dây an toàn vừa nghe cuộc đối thoại giữa Long Nhã Lâm và Lê Văn Vân. Cô ấy bèn nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt kinh ngạc, siêu. Anh là siêu cấp vương giai kỳ luôn cho rằng lê văn vân chỉ là đỉnh cấp mà thôi nhưng cho dù như vậy thì cô ấy vẫn ngưỡng mộ sùng bài anh ở một mức độ nào đó nhưng bây giờ lòng nhã lâm lại nói với cô ấy rằng lê văn vân là một siêu cấp điều này khiến cô ấy nhất thời không thể tiếp thu được vương giai kỳ nhớ tới trước đó lê văn vân từng nói với cô ấy rằng anh là người gác đêm số không vương giai kỳ lập tức cảm thấy ra đầu như muốn nổ tung siêu cấp một siêu cấp trẻ tuổi như vậy đúng là trước nay chưa từng có. Lát nữa cô hãy bảo vệ Vương Giai Kỳ cho thật tốt, còn những chuyện khác cứ giao cho tôi. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, chiếc xe cũng từ từ tiến về phía trước. Ở đằng sau, Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ đang đi theo sau bọn họ, duy trì một khoảng cách khoảng 200 mét. Chẳng bao lâu sau, khi nhìn thấy phía trước có ngã ba đường, sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi, anh chậm rãi lái xe đi về hướng đó. Cùng lúc đó, ở ngã ba đường, Lâm Thiếu Hoa đã nhìn thấy xe của Lê Văn Vân, ông ta bèn nói, ra đi. Lúc này, người tài xế lái chiếc xe tải khổng lồ chở đầy hàng hóa nhấn ga, chiếc xe lao thẳng từ ngã ba ra đường chính. Vừa khéo Lê Văn Vân lái xe đúng đến ngã ba đường, nhìn thấy chiếc xe kia đang lao đến, anh đã có chuẩn bị từ lâu, đánh tay lái sang phanh gấp xe lại. Lúc này chiếc xe đột một quay một góc 90 độ, đầu xe hướng thẳng vào ngã ba đường. Chiếc xe tải cứ thế lao thẳng ra đường. Bích, dầm tài xế không phanh xe lại dưới tình huống chiếc xe di chuyển với tốc độ cao như vậy nó đã đâm trực diện vào phía đối diện may mắn thay sau khi một chiếc xe nhìn thấy chiếc xe tải đó đã phanh gấp nên không có vụ tai nạn xe hơi nào xảy ra phía trước sắc mặt lâm thiếu hoa lập tức thay đổi hả sao chiếc xe đó lại tránh được nhưng ông ta cũng không hề do dự mà thấp giọng hô ra tay đi cùng lúc đó Tại vị trí hai bên có hơn chục người thuộc hàng đỉnh cấp lao thẳng đến xe của Lê Văn Vân. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh. Ở hàng ghế sau, do phanh gấp và quay đầu xe nên hai cô gái kia hơi lảo đảo, không ngồi vững. Nhưng lúc này Lê Văn Vân lại liếm môi nói, hai người hãy ngồi cho vững. Ngay sau đó, anh đạp ga. Xe của Long Nhã Lâm đương nhiên là một chiếc xe hạng sang có chất lượng rất tốt, tốc độ khởi động khá nhanh, Lê Văn Vân vừa đạp ga, chiếc xe liền nổ máy, phóng vào ngã ba. Đám người kia nhào tới nhưng không vồ được bọn họ. Phản ứng tốt lắm, Lâm Thiếu Hoa liếm môi kêu to, đuổi theo bọn họ. Chiếc xe đang phóng đi với tốc độ cực nhanh, nhưng những người đuổi theo nó cũng là những sát thủ đỉnh cấp, võ giả đỉnh cấp nên tốc độ của bọn họ cũng khá nhanh. Audio điện tử võ tấn bền chương 506 phải đi xem thế nào mới được. Nhưng giản hưng thì khác, anh ta xuất thân từ người gác đêm và hiện đang đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng sát thủ với biệt danh là ấn giả. Anh ta là kẻ phản bội người gác đêm, và hầu như người gác đêm nào cũng ghi nhớ kỹ hình ảnh của anh ta trong lòng họ. Mỗi một số không của người gác đêm đều có một nhiệm vụ luôn luôn tồn tại, đó là săn lùng giản hưng. Nếu không phải vì ra tay ở nơi này có thể sẽ khiến người ta phát hiện ra thì e rằng Lê Văn Vân đã đạp phanh và đấu với giản hưng trong 300 hiệp rồi. Nhưng bây giờ, anh biết rằng mình phải kéo tất cả mọi người vào một nơi vắng vẻ không có ai ở đó sau đó anh mới có thể dễ dàng ra tay anh và giản hưng chỉ đơn giản là nhìn nhau một cái chiếc xe nhanh chóng lướt qua anh ta ngay sau đó lê văn vân lái xe men theo con đường nhỏ rẽ vào núi lái xe tới chỗ sâu cùng lúc đó trái tim lê văn vân cũng hơi trùng xuống mặc dù anh là siêu cấp nhưng anh cũng không rõ rốt cuộc bản thân anh đã lên tới cấp bậc nào trong siêu cấp và giữa anh và Giản Hưng thì ai là người mạnh hơn? Nếu anh ta không ở đây thì Lê Văn Vân có đủ tự tin và nắm chắc phần thắng. Cho dù Lâm Thiếu Hoa có đích thân ra tay thì khi anh phối hợp với Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thị Kỳ, bọn họ có đủ tự tin có thể chôn đám người này ở đây. Hơn chục đỉnh cấp, đội hình này đúng là rất xa xỉ, nhưng không thể so với trận chiến của 3 năm trước. Và bây giờ Lê Văn Vân đã mạnh hơn 3 năm trước. Giản Hưng ngậm điếu thuốc trên miệng, nhìn về phía chiếc xe lướt qua, nở một nụ cười nhẹ thật thú vị. Phải đi xem thế nào mới được. Vừa dứt lời, Lâm Thiếu Hoa và những người khác cũng đuổi theo hướng Lê Văn Vân lái xe với tốc độ cực nhanh. Giản Hưng mỉm cười, thong thả rụi tắt điếu thuốc, nhìn xung quanh rồi chạy về hướng đám người Lê Văn Vân. Con đường này không dẫn đến khu đô thị, trên đường ít xe cộ nhưng thỉnh thoảng có xe chạy qua, thấy Lê Văn Vân lái xe với tốc độ kinh hoàng liền như vậy, một tài xế lái xe ngang qua vừa đi vừa mắng, mẹ kiếp, lại nhanh như vậy làm gì, vội đi đầu thai à. Kít, kít. Vừa dứt lời, người đó liền nhìn thấy mười mấy bóng người cũng lướt qua chiếc xe của mình như bóng ma. Ôi chao, chuyện gì thế này, mình gặp quỷ à. Đa phần những chiếc xe đi ngang qua con đường này đều có suy nghĩ đó. Trong xe của Lê Văn Vân, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Mỗi một người gác đêm đều là cao thủ tốc độ với tố chất cơ thể khỏe mạnh và ngũ quan hài hòa, bọn họ đều có kỹ năng lái xe tuyệt vời. Lê Văn Vân cũng là người giỏi nhất trong số họ, chiếc xe anh lái đang phi nước đại trên đường. chương 507 các cô hãy tự bảo vệ mình. Báo cho người gác đêm biết giản hưng cũng đang ở đây. Lê Văn Vân nghiến răng nghiến lợi nói, không ngờ lần này lại bắt được con cá lớn như vậy. Cái gì cơ, Phạm Nhược Tuyết kêu lên, Lê Văn Vân, Giản Hưng là siêu cấp đứng thứ bảy trong thiên bảng đấy hiện tại bọn anh đang bị đám người kia đuổi theo giáo giết, chỉ có con đường này thôi. Lê Văn Vân thở dài nói, lát nữa nếu tình hình không ổn thì em và số 2 đưa Vương Giai Kỳ và Long Nhã Lâm rời khỏi đây. Anh sẽ liều chết. Đừng nói nhảm, Phạm Nhược Tuyết nói, muốn đánh thì cứ đánh với bọn họ. Bây giờ em sẽ liên lạc với chỉ huy. Nói xong, Phạm Nhược Tuyết liền lập tức cúp điện thoại. Cùng lúc đó, chiếc xe hú còi và lao qua ngã ba. Tại ngã ba núi, một vài chiếc xe con màu đen đang đi lùi, trên những chiếc xe này đều là người nước ngoài, họ là người của đội Flodem. Vốn dĩ họ định đi hỗ trợ, nhưng đúng lúc này, vẻ mặt Flodem hơi thay đổi, anh ta nhìn thấy xe của Phạm Nhược Tuyết đang lái vào ngã ba. Flodem không biết Hoàng Thi Kỳ, nhưng anh ta lại biết Phạm Nhược Tuyết. Y thuật của Phạm Nhược Tuyết nổi tiếng khắp thế giới, cũng thường chạy đến chi viện cho những người gác đêm ở các vùng khác thực hiện một số cuộc phẫu thuật, anh ta và Phạm Nhược Tuyết đã gặp nhau vài lần. Bác sĩ Phạm, vẻ mặt Flora đem thay đổi, sau đó anh ta nhanh chóng nói vào tai nghe, Lâm Thiếu Hoa, tôi không hỗ trợ được nữa, có người gác đêm. Bao nhiêu người, Lâm Thiếu Hoa vừa chạy vừa hỏi. Bây giờ có vẻ như là có hai người, là Phạm Nhược Tuyết và trợ lý của cô ta. Flory đem nói, tôi e rằng mình sẽ không thể ra tay. Không sao đâu, tiện tay giải quyết luôn Phạm Nhược Tuyết đi, người gác đêm sắp phải đổ lệ rồi. Lâm Thiếu Hoa nói, cậu không cần phải làm gì cả, cứ ở đó đi. Nếu phát hiện ra những người gác đêm khác xuất hiện thì lập tức báo cho tôi biết. Được rồi, Flory đem vội vàng gật đầu. Xe của Lê Văn Vân đang đi về phía trước, ở hàng ghế sau, Long Nhã Lâm và Vương Giai Kỳ cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của Lê Văn Vân vì điện thoại mở loa ngoài. Mặc dù họ nghe không hiểu ý nghĩa của cuộc trò chuyện giữa Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết, họ cũng không tiếp xúc nhiều với thế giới ngầm, cũng không biết suốt cuộc thiện bảng là gì. Nhưng đại khái bọn họ cũng có thể nghe ra dường như sự việc đang vượt ngoài dự đoán của Lê Văn Vân, bởi vì sự xuất hiện của một người tên là Giản Hưng. Anh không nắm chắc, đúng không? Long Nhã Lâm hỏi. Lê Văn Vân thở dài một hơi, anh liên tục nhấn ga, nhẹ giọng nói, lát nữa sau khi tôi dừng xe lại, các cô hãy tự bảo vệ mình, tìm cơ hội trốn đi. Long Nhã Lâm cau mày. Trong thời gian vài phút đồng hồ, xung quanh họ hầu như không có ai, cũng rất hiếm xe chạy ngang qua. Cùng lúc đó, một vài bóng người nhanh chóng nhảy ra và dừng lại trước xe của Lê Văn Vân. Lòng bàn tay ai đó đã nâng lên. Lê Văn Vân cau mày, với đám đỉnh cấp này thì việc dừng xe lại không phải chuyện gì khó khăn. Nhìn thấy phía trước có mấy người chặn lại, Lê Văn Vân nhanh chóng đạp phanh. Chiếc xe trượt trên đường và cuối cùng dừng hẳn lại. Cùng lúc đó, phía sau Lê Văn Vân, mười mấy người khác cũng nhanh chóng dừng lại chặn đám người lê văn vân phía trước một người đàn ông mặc áo gió đứng đó đầy kiêu hãnh trên mặt có vết sẹo gớm ghiếc khi lê văn vân dừng xe ông ta đốt một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu thở dài một hơi ông ta đi tới trước mặt lê văn vân sau đó nhả khói lên kính xe nói chạy đi sao không chạy tiếp đi cùng lúc đó lòng nhã lâm đã nhìn thấy lâm thiếu hoa đứng ở trước mặt mình ánh mắt cô ấy đột nhiên thay đổi sau đó trong mắt cô ấy hiện lên tia tức giận, lòng nhã lâm nghiến răng nghiến lợi nói, lâm thiếu hoa. Lâm thiếu hoa kẻ thù giết bố của Long nhã lâm. Từ lâu cô ấy đã khắc sâu hình ảnh của lâm thiếu hoa trong tâm trí mình. Trường 508 tuổi của Lê Văn Vân thực sự là một bí ẩn. Cậu là số mấy, giọng nói khàn khàn của giản hương vang lên bên tại Lê Văn Vân. Anh ta vừa dứt lời, lâm thiếu hoa đang dẫm lên mùi xe cũng phải giật mình, nhanh chóng lui về phía sau nói cậu nói cậu ta là người gác đêm ư không phải cậu ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ư người bình thường sẽ không có kỹ năng lái xe và phản ứng tốt như vậy giản hưng hờ hững nói người bình thường sẽ dừng xe ngay từ khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi nhưng lựa chọn đầu tiên của cậu ta là lái xe tới đây nói cho tôi biết cậu là số mấy giản hưng nhìn lê văn vân nói dù sao thì mục tiêu của chúng tôi cũng là vương giai kỳ mà thôi và tôi cũng là người gác đêm nếu cậu thành thật hợp tác có lẽ tôi có thể cho cậu một con đường sống bọn họ sẽ không dám làm trái ý tôi cậu là người gác đêm và tôi nghĩ hẳn là cậu đã nhận ra tôi là ai lâm thiếu hoa giật mình nhưng không thể nói được gì vẻ mặt lê văn vân rất bình tĩnh anh tháo dây an toàn ra nói với hai người ngồi ở phía sau xuống xe đi lâm thiếu hoa và giản hưng không ngăn cản lê văn vân tuổi của lê văn vân còn quá trẻ họ cảm thấy rằng ngay cả khi Lê Văn Vân là một siêu cấp thì anh cũng không thể đạt được quá nhiều thành tựu ở độ tuổi này. Trên thực tế, tuổi của Lê Văn Vân thực sự là một bí ẩn. Bọn họ e rè người gác đêm số 0, nhưng họ không hề biết Lê Văn Vân lúc đó bao nhiêu tuổi, họ chỉ đoán rằng Lê Văn Vân vẫn còn trẻ, một là vì phong cách hành sự của anh, hai là vì anh thăng tiến quá nhanh. Bao gồm cả Giản Hưng. Anh ta đã tìm được số điện thoại của Lê Văn Vân thông qua một số phương thức đặc biệt, và cũng đã từng một lần gọi điện thoại với Lê Văn Vân, nhưng anh ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo của Lê Văn Vân. Sau khi xuống xe, Vương Giai Kỳ có chút thấp thỏm bất an. Lần này, tất cả bọn họ đều là đỉnh cấp trở nên, ở giữa đám người này cô ấy chẳng là gì cả. Lê Văn Vân bảo vệ Vương Giai Kỳ. Lúc này, Giản Hưng mới cau mày nói, đây là một điểm mà tôi ghét nhất về quy tắc của người gác đêm. Khi thực hiện nhiệm vụ, Lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh, có thể chết vì tất cả. Nhảm nhí, tất cả đều là nhảm nhí, hy sinh bản thân vì một người bình thường, tại sao lại phải vậy? Chỉ có sống sót mới có thể bảo vệ thêm nhiều người bình thường nữa. Khi nói đến điều này, giọng điệu của anh ta dường như có một chút dao động. Chương 509 không ngờ cô lại thật sự sống lại. Sự thay đổi đột ngột của Lê Văn Vân khiến Giản Hưng và Lâm Thiếu Hoa không kịp phản ứng. Cùng lúc đó, Hai bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng vượt qua đám đông và đến bên Lê Văn Vân, đó là Hoàng Thị Kỳ và Phạm Nhược Tuyết. "Không sao chứ?" Hoàng Thị Kỳ cầm đao Lam Tinh, đứng phía sau Lê Văn Vân, vương giai kỳ. "Không sao," Lê Văn Vân thở dài nói, có chút chuyện ngoài ý muốn, không ngờ Giản Hưng lại đích thân ra tay. "Đợi lát nữa tôi đấu với anh ta, nếu không đầu lại, tôi sẽ nghĩ cách níu chân anh ta, hai người phải lập tức đưa bọn họ rời đi." Phạm Nhược Tuyết còn chưa kịp nói gì thì đúng lúc này, ở đối diện bọn họ, ánh mắt Lâm Thiếu Hoa nhìn vào Hoàng Thị Kỳ, ông ta nói là cô ư. Người gác đêm số 2, không ngờ cô lại thật sự sống lại. Trước đây ông ta và Hoàng Thi Kỳ đã từng có va chạm, Hoàng Thi Kỳ đã ở thế hạ phong. Lâm Thiếu Hoa là một trong những người gần với siêu cấp nhất trên thế giới này. Tuy nhiên, vào lúc này, ánh mắt ông ta lại rơi vào hai thanh đao trên tay trái và phải của Lê Văn Vân, sau đó đồng tử của ông ta hơi co lại, ông ta không thể không lùi lại một bước và nói, phá không và vô danh. Cậu là, hai thứ đó từng là vũ khí của người gác đêm số không. Ông ta lùi lại một bước, vừa khéo lùi xuống đứng cạnh giản hưng, phát hiện ra giản hưng đang nhìn mình, nên liền cảm thấy hơi mất mặt. Đúng vậy, dù thế nào đi chăng nữa thì có giản hưng ở đây, cho dù là người gác đêm số không thì đã làm sao. Giản Hưng cũng đã từng là người gác đêm số không, hơn nữa anh ta còn đứng thứ bảy trong thiên bảng. Nhưng Lâm Thiếu Hoa vẫn có chút e ngại, ông ta nhìn Giản Hưng, hỏi, bây giờ phải làm sao đây, tên này là người gác đêm số 0 của năm đó. Sương cốt, tôi nhất định phải lấy được nó. Giản Hưng nói, tôi không có thời gian để dây dưa với bọn họ đâu. Nói rồi, anh ta bước tới, nhìn Lê Văn Vân và nói, tôi không ngờ rằng sau cuộc điện thoại lần trước, chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Vốn dĩ tôi muốn tìm cơ hội để ngồi lại và nói chuyện tử tế với cậu. Chương 510, chiến đấu không có đường lùi. Con dao này, từng thuộc về người Gác đêm, là binh khí đứng thứ 8 trong kho vũ khí, tên của nó là Nhu Quang. Lúc giản hưng nhập cuộc, Lê Văn Vân đã biết e rằng trận chiến này sẽ áp lực hơn trận chiến của 3 năm trước rất nhiều. Năm đó mặc dù có rất nhiều cao thủ, nhưng người mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là Bùi Ninh Tùng một siêu cấp mà thôi. Còn lần này người đứng thứ bảy trên thiên bảng giản hưng thật sự rất mạnh. Lê Văn Vân không biết phải làm gì, nhưng trong cuộc chiến này, anh vẫn phải chiến đấu. Anh phải bảo vệ sự an toàn của Vương Gia Kỳ. Long Nhã Lâm, ở bên cạnh Vương Gia Kỳ, Lê Văn Vân nói khẽ, sau đó anh ném thanh đao về phía trước trên mặt đất, cắm vỏ đao xuống đất. Bên cạnh anh là hai thanh đao đã rút ra khỏi vỏ của Phạm Nhược Tuyết, giao lam tinh của. Hoàng Thi Kỳ cũng đã rút ra chiến đấu đến hơi thở cuối cùng lê văn vân tiến lên trước một bước phía sau hoàng thị kỳ và phạm nhược tuyết cũng đồng thanh nói lưỡi dao hướng vào đâu thì trái tim sẽ hướng về đó chiến đấu không có đường lùi lê văn vân thấp giọng gầm lên chiến ngay sau đó cả người anh lao ra linh khí tăng lên cuồng bạo tay trái cầm đao phá không đạo ngắn lập tức được tuốt ra khỏi vỏ vùng ra ngoài vút khoảnh khắc này vô danh thành đao đã ba năm chưa được rút ra khỏi vỏ, nay lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Keng! Âm thanh rút ra khỏi vỏ của vô danh thật lạnh lành. dưới ánh mặt trời, lưỡi đao phản chiếu một tia sáng chói lóa. Tay trái Lê Văn Vân sử dụng chân khí để điều khiển phá không ở một khoảng cách từ trên không, còn tay phải cầm vô danh lao thẳng đến chỗ giản hưng. Song đao lưu, thương hiệu của Lê Văn Vân, trường đạo chủ công, chân khí điều khiển đoàn đao, đoàn đao giống như một bóng ma không ngừng gây rối đây là đấu pháp do Lê Văn Vân phát minh ra trong thời gian ở người gác đêm. Tất nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ thì Lê Văn Vân không có quá nhiều cơ hội để thực hiện xong đao lưu. Hầu hết đao vô danh vẫn chưa ra khỏi vỏ đã kết thúc nhiệm vụ rồi. Giản Hưng lạnh lùng nói, ông đi xử lý hai người kia. Audio điện tử võ tấn bền. chương 511, quỳ xuống. Cùng lúc đó, một luồng khí thế kinh khủng không kém phát ra từ trên người Giản Hưng. Khi anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân từ trên trời rơi xuống thì nhếch miệng cười, thiên phú không tồi, nhưng giữa các siêu cấp cũng có khoảng cách, cậu vẫn còn trẻ lắm. Đồng thời anh ta cũng nâng thanh đao trong tay lên, cũng bắt đầu khởi động chân khí và va chạm kịch liệt với thanh đao vô danh trong tay Lê Văn Vân. Em mờ thanh va chạm vang lên, đây là một cuộc va chạm của siêu cấp với nhau mà trước đây hầu như không có ai ở đây đã từng nhìn thấy. Lúc này, một làn sóng bùng lên, tất cả mọi người bao gồm cả hoàng thị kỳ không khỏi lùi về phía sau cách đó không xa lòng nhã lâm và vương giai kỳ đều trợn to mắt đặc biệt là vương giai kỳ ngày thường lê văn vân đi theo cô ấy trông giống như một tên quê mùa ăn mặc cũng chẳng đẹp đẽ gì sự nghiệp cũng chẳng đến đâu lê văn vân người có vẻ rất nhàn rỗi lúc này lại giống như một chiến thần hạ phàm vậy số không của người gác đêm vốn là chiến thần của người gác đêm mà mà giản hưng đang đối đầu trực tiếp với lê văn vân lúc đầu anh ta không thực sự quan tâm đến lê văn vân nhưng lúc này sắc mặt của anh ta thay đổi đột ngột chỉ cảm thấy một cố sức mạnh khổng lồ từ thanh đạo của lê văn vân chuyển đến trong chớp mắt dưới chân anh ta chấn động dữ dội quỳ xuống lê văn vân hét to lên bịch đầu gối bên phải của giản hưng đột ngột bị uốn cong rồi trong tích tắc anh ta quy phịch trên mặt đất dường như con đường sỏi đá trước mặt không chống đỡ nổi lực quỳ xuống vừa rồi nên đã nứt ra một khe hở sao có thể chứ Giản Hưng cực kỳ hoảng sợ. Lúc này, anh ta cảm thấy sức mạnh của Lê Văn Vân còn hơn cả sức mạnh của mình. Cậu đã hấp thu xương rồng rồi phải không? Anh ta hoảng sợ nhìn về phía Lê Văn Vân hỏi. Khóe mắt Lê Văn Vân khẽ co giật, đồng thời trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Ba năm trước, trong trận chiến ấy, anh yếu kém nên đường đường đã chết trận. Trận chiến này, bởi vì Giản Hưng tham gia mà so với trận chiến ba năm trước chỉ có hơn chứ không kém, nhưng lê văn vân cũng đã thay đổi anh đã hấp thụ được bốn khối xương rồng thậm chí xương rồng của dòng họ hoàng còn to bằng lòng bàn tay anh đã hấp thụ xương rồng nên càng mạnh hơn so với ba năm trước anh không biết giới hạn hiện tại của mình là ở đâu nhưng từ làn sóng va chạm này anh có thể cảm nhận được là ít nhất anh cũng mạnh hơn giản hưng lúc này anh bỗng cười khẩy và nói vị trí thứ bảy trong thiên bảng chắc vậy đồng thời anh nhìn về một phía khác hướng của Lâm Thiếu Hoa và Hoàng Thi Kỳ rồi cười khẩy lùng qua đó cho tao. Phả không xoay tròn trong không khí và lao thẳng tới phía sau lưng Lâm Thiếu Hoa. Lê Văn Vân đã kéo Lâm Thiếu Hoa vào cuộc chiến giữa mình và Giản Hưng. Chương 512 nếu không tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Lâm Thiếu Hoa không ngừng than thở, ông ta đã cách siêu cấp rất gần rồi nhưng khi đánh nhau với siêu cấp, ông ta vẫn chịu không nổi. Dưới đòn tấn công của Lê Văn Vân, ông ta vẫn phải chào thua hôm nay bóng tổi sẽ bị xóa sổ giản hưng sẽ chết lê văn vân thầm hét lên trong mắt tràn đầy sát khí đường đường hôm nay tôi sẽ thay cậu chém chết từng tên kẻ thù lê văn vân vùng đạo lên thì thầm ở trong lòng ba năm trước lâm thiếu hoa cũng là chủ lực trong trận chiến đó lúc này da đầu của lâm thiếu hoa và giản hưng đã tê dại giống như ban đầu lê văn vân cho rằng sự xuất hiện của giản hưng đã phá vỡ sự cân bằng thì giờ đây sức mạnh đáng sợ của Lê Văn Vân sau khi hấp thụ bốn khối xương rồng cũng đã phá vỡ sự thanh bình ấy. Trong mắt giản hưng, có lẽ Lê Văn Vân đã đứng thứ năm trong thiên bảng rồi. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù mình răng chống cự được với cậu ta nhưng khi người gác đêm đến trợ giúp thì mình chết chắc. Giản hưng thầm hoảng hốt. Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ đến muộn hơn nên anh ta biết chắc rằng quân tiếp viện của người gác đêm đang trên đường tới. Bây giờ, dưới sức mạnh đàn áp của lê văn vân anh ta cảm thấy gần như chắc chắn bản thân sẽ thua trong trận chiến này vì vậy đây là lần đầu tiên anh ta chọn cách chạy trốn vù anh ta chém ra một nhát đao rồi lùi lại bên cạnh lâm thiếu hoa đồng thời hét lên dốc hết toàn lực cùng nhau tiến lên nếu không tất cả chúng ta sẽ chết ở đây lâm thiếu hoa nghiến răng cũng giống như anh ta bây giờ Lâm Thiếu Hoa không còn nghĩ làm thế nào để đưa Vương Giai Kỳ đi nữa mà chỉ nghĩ làm thế nào để trốn thoát trước. Được, Lâm Thiếu Hoa cắn răng, hai tay cầm hai thanh đoạn kiếm lao về phía Lê Văn Vân. Nhưng mà ngay lúc này, da đầu của ông ta chợt run lên bởi vì ông ta phát hiện Giản Hưng không lên cùng ông ta. Thời điểm Lâm Thiếu Hoa xông lên, Giản Hưng đã chọn rút lui, nhảy thẳng vào trong rừng cây gần đó. Giản Hưng, con mẹ mày, Lâm Thiếu Hoa hét lên, cũng muốn chạy đi ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn, Lê Văn Vân đã đuổi giết tới trước mặt ông ta rồi. Câu nói đó đã trở thành câu nói cuối cùng của ông ta trên thế giới này. Chương 513 số 1 trong địa bảng, Lâm Thiếu Hoa. Số 1 trong địa bảng. Thủ lĩnh của tổ chức bóng tối, vị trí thứ 2 trong bảng danh sách sát thủ. Trong quá khứ, ông ta đã từng là ác quỷ của thế giới ngầm, là cơn ác mộng của vô số người, kỹ thuật ám sát hoàn hảo chỉ bằng một tay mà bây giờ ông ta đã chết ở trước mặt lê văn vân thậm chí ông ta không thể cản được vài chiêu cho đến cuối cùng ông ta chỉ để lại một câu giản hưng con mẹ mày thủ lĩnh đồng thời khi đám cao thủ đỉnh cấp chứng kiến lâm thiếu hoa đã bị giết chỉ trong nháy mắt thì đau xót kêu lên các cao thủ của hồng nguyệt cũng đã chạy rồi bọn họ cũng muốn chạy trốn nhưng làm sao mà phạm nhược tuyết và hoàng thi kỳ có thể bằng lòng cho họ một cơ hội chứ lê văn vân liếc nhìn vương giai kỳ và long nhã lâm ở cách đó không xa vẫn yên ổn thì khẽ quát lên bác sĩ phạm bên này giao cho hai người anh sẽ đuổi theo giản hưng được phạm nhược tuyết đáp lại lê văn vân không hề do dự mà dứt khoát nhảy vào khu rừng bên cạnh đuổi theo đường trốn thoát của giản hưng thật ra khoảng thời gian từ khi giản hưng chạy trốn cho đi đến khi lê văn vân giết lâm thiếu hoa là khá ngắn Lê Văn Vân bay nhanh như tên bắn, đuổi theo hơn 10 phút thì lông mày của anh nhíu lại thật chặt. Lúc này, anh đã sắp đi vào đường cái, từ xa nhìn thấy Giản Hưng đứng ở đó như đang đợi anh. Người gác đêm không được ra tay trước mặt công chúng, đây là kỷ luật thép. Giản Hưng đã từng là người gác đêm nên đương nhiên biết được quy tắc này. Nếu Lê Văn Vân ra tay thì sẽ không thể giết chết Giản Hưng trong một thời gian ngắn. Bây giờ anh mạnh hơn Giản Hưng một ít nhưng dù sao Giản Hưng cũng đứng thứ bảy trong thiên bảng, nếu thật sự muốn giết anh ta thì sẽ gây ra náo loạn không nhỏ, sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đã vậy còn chưa chắc sẽ giết được anh ta. Lê Văn Vân thở dài, để không thu hút sự chú ý của mọi người, anh đã ném hai thanh đạo xuống đất và dừng lại cách Giản Hưng khoảng 30 mét. Giản Hưng bình tĩnh nói, tôi đã đánh giá thấp cậu. Cậu còn trẻ như vậy mà đã phát triển đến mức đáng sợ thế này rồi, thật không hoa khi nói rằng cậu là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử của người gác đêm. Lê Văn Vân sờ sờ cái mũi của mình, bình tĩnh nhìn về phía anh ta nói, anh cũng biết khá nhiều đấy, nhưng hiện tại tôi cũng biết rõ tôi đã mạnh hơn anh, nên tốt hơn hết anh nên tìm. Một chỗ trốn cho thật kỹ giống như bùi ninh tùng, nếu không, lần sau anh mà còn ra ngoài hành động thì sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Nói xong, anh lại cười mỉa mai, loại người như anh thật là đáng ghê tởm. Lâm Thiếu Hoa và anh là đồng minh mà vào thời khắc quan trọng anh lại bỏ rơi ông ta, hy sinh ông ta để chạy trốn. chương 514, Giản Hưng chạy thoát rồi à? Chắc nhất mình cũng có mặt ở đó, ông ta đang trao đổi chuyện gì đó với đám người Phạm Nhược Tuyết. Nhìn thấy Lê Văn Vân quay về, chắc nhất mình ngẩng đầu hỏi, Giản Hưng chạy thoát rồi à? Lê Văn Vân gật đầu nói, ừ, anh ta đến chỗ đông người nên tôi không dám ra tay. Lúc này, chắc nhất mình có một loại cảm giác như đã chút được gánh nặng. Ông ta có một loại tình cảm khó tả dành cho Giản Hưng. Cả đời chắc nhất mình không có con cái, ở một góc độ nào đó, Giản Hưng chính là con nuôi của ông ta, được ông ta tự tay dạy dỗ khôn lớn, kết quả anh ta lại phản bội người gác đêm. Nhiệm vụ ẩn giấu của mỗi một người gác đêm số không là giết chết Giản Hưng, quy định này do chắc nhất minh ban hành. Nhưng nếu chắc nhất mình chết thật thì trong lòng ông ta vẫn sẽ thấy rất phức tạp. Trác Nhất Minh nhìn Lê Văn Vân, hiểm thấy ông ta không nổi giận với Lê Văn Vân mà chỉ mỉm cười nói, tôi nghe Phạm Nhược Tuyết nói rằng cậu đã gặp Giản Hưng nên rất lo lắng, nhưng thực lực của cậu phát triển nhanh thật đấy, tôi không nhìn lầm cậu mà. Sau này người gác đêm giao vào tay cậu thì tôi cũng an tâm hơn nhiều. Lê Văn Vân không quan tâm đến lời nói của ông ta mà chỉ nhìn Long Nhã Lâm và Vương Giai Kỳ ở bên cạnh. Mặc dù hai cô gái đều tập luyện võ thuật, nhưng từ nhỏ đến giờ chỉ sinh sống trong thành phố nên chưa từng gặp phải mấy cảnh đánh đấm chém giết này. Lòng Nhã Lâm vừa khóc vừa hét rằng muốn báo thù cho bố mẹ, nhưng khi đối mặt với nhiều cái chết như vậy thì cảm xúc của cô ấy lại không chịu đựng nổi, hai cô gái tựa vào nhau run rẩy, thậm chí còn đang nôn khan. Anh Cao Mày nói, mọi người giải quyết tốt hậu quả đi, tôi đưa bọn họ về nhà trước. Được, Trác Nhất Minh nói xong, đồng thời nhìn về phía Lâm Thiếu Hoa trên mặt đất, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành tốt đẹp, bắt đầu từ hôm nay sẽ hoàn toàn xóa sổ bóng tối lê văn vân cũng không quan tâm lắm anh thở dài rồi đi tới chỗ vương giai kỳ và long nhã lâm thản nhiên nói đi thôi tôi đưa các cô về trước long nhã lâm cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại và gật đầu sau khi lên xe của long nhã lâm lê văn vân ném phá không và vô danh vào xe của phạm nhược tuyết và hoàng thi kỳ chào họ rồi lái xe đưa người đi trước qua gương chiếu hậu anh nhìn hai cô gái đang sợ hãi ngồi ở hàng ghế sau thì bình tĩnh nói, "Đây là cuộc sống thường ngày của người gác đêm, đừng có khao khát được gia nhập vào người gác đêm quá." Thật ra được sống một cuộc sống yên ổn trong thành phố, có đủ tiền tài vật chất đã rất tốt rồi. Lần này, hai cô gái khao khát vô tận đối với việc gia nhập người gác đêm đã không phản bác lại bất cứ điều gì. Thậm chí họ chưa dám nói gì, trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh của khoảng 20 cái xác chết kia. Họ thậm chí không thể hiểu tại sao cùng là những cô gái nhưng Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết lại giết người một cách bình tĩnh như vậy. Lê Văn Vân mỉm cười, anh đoán rằng hai cô gái này sẽ phải gặp ác mộng một thời gian dài mới có thể điều chỉnh lại được. Nhưng bản thân Lê Văn Vân lại khá thoải mái, dù sao lần này Long Nhã Lâm cũng không còn tâm trạng để nói anh dẫn cô ấy vào người gác đêm nữa. chương 515, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Nghe Lê Văn Vân nói vậy, Vương Giai Kỳ cũng bình tĩnh lại đôi chút, cô ấy bĩu môi đừng có mơ xâm tặc long nhã lâm cũng bĩu môi nói lê văn vân sững sờ mục đích của anh là điều chỉnh lại bầu không khí hiện giờ thần kinh của hai cô gái quá căng thẳng hiếm khi họ phải đối mặt với những chuyện như vậy anh chủ động thay đổi chủ đề nói với long nhã lâm được rồi bây giờ kẻ thù của cô đã chết tuy rằng cô không tự tay giết chết ông ta nhưng cũng coi như đã báo được mối thâm thù rồi cho nên cô hãy ngoan ngoãn ở lại đi đừng nghĩ đến việc gia nhập người gác đêm nữa người gác đêm không tốt đẹp như hai cô nghĩ đâu vương giai kỳ cũng vậy sau lần này hãy làm tốt công việc ở văn phòng của cô đi nói xong anh lại chửi đồng một câu bà nội cha nó đúng là có tiền thích làm gì cũng được mà cô mới học đại học năm nhất mà đã chuẩn bị gây dựng một thương hiệu quần áo rồi do anh chủ động đổi chủ đề nên tâm trạng của vương giai kỳ và long nhã lâm đã dần dần tốt lên rất nhiều tuy giọng nói của họ vẫn còn hơi run rẩy nhưng tốt xấu gì cũng đã trở lại bình thường. Khoảng nửa giờ sau, bọn họ đến văn phòng của Vương Giai Kỳ, trước khi xuống xe, Lê Văn Vân sờ sờ mũi của anh nói, đúng rồi, cô điều tra lại xem buổi chiều có ai đến công ty của các cô không, người kia là một tên gián điệp, xem bình thường anh ta thân cận với những người nào trong công ty. Tuy rằng tên đầu sỏ đã bị tiêu diệt nhưng vẫn phải chỉ tội những tên tôm tép đó mới được sau đó anh suy nghĩ một lát bèn nói lại biển số xe cho vương giai kỳ biết vương giai kỳ gật đầu sau khi long nhã lâm đến cô ấy lấy điện thoại di động ra gọi cho long ưng đài kể lại toàn bộ sự việc của chiều nay lê văn vân cũng không để ý lắm dù sao long ưng đài cũng là người phụ trách mạng lưới ngầm có lẽ sau khi phạm nhược tuyết gọi điện thì ông ấy cũng đã biết được tình hình lê văn vân và vương giai kỳ cùng nhau bước vào văn phòng làm việc thì thấy lâm bình ngồi trên ghế sofa ở lối vào thấy Lê Văn Vân và Vương Giai Kỳ bước vào, Lâm Bình sụt xịt mũi, đứng dậy và đi tới bên cạnh Lê Văn Vân khẽ hỏi, giữa trưa mà ra tay với người ta à? Lê Văn Vân gật đầu nói, sự việc gần như đã giải quyết xong, Lâm Thiếu Hoa đã chết, giản hưng chạy thoát rồi. Lâm Bình không khỏi sướng sờ tại chỗ. Ông ta biết đến sự tồn tại của Lâm Thiếu Hoa và Giản Hưng, tổ chức sát thủ của thế giới ngầm đứng sau Hồng Nguyệt, thủ lĩnh của bóng tối, Lâm Thiếu Hoa, đứng ở vị trí thứ nhất của địa bảng đã chết giản hưng người đứng thứ bảy trong thiên bảng đã trốn thoát bóng đen tâm lý bao trùm nhà họ vương trong thời gian này đã được giải quyết ông ta không khỏi nhìn lê văn vân và dò hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy nơi này không phải là nơi để nói chuyện khi trở về hãy hỏi vương giai kỳ lê văn vân nói lâm bình nhìn xung quanh rồi nhanh chóng ngậm miệng lại sau đó hình như nghĩ ra điều gì đó bèn nói với vương giai kỳ đúng rồi vương giai kỳ Bản thân của cháu là Trần Hy tới đây, đang ở trong văn phòng của cháu ấy. Hình như có chuyện gì thì phải, khóc quá trời. Audio điện tử võ tấn bền chương 516 địa vị ở Yên Kinh rất cao. Ai đánh vậy? Vương gia Kỳ nhìn kỹ Trần Hy mới phát hiện đúng là một cô ấy hơi đỏ. Bởi vì trước đó cô ấy cứ khóc nên Lê Văn Vân không để ý quá nhiều, nhưng khi nghe thấy những lời của Trần Hy, nét mặt của Lê Văn Vân không khỏi giật giật. Là, là người phụ nữ mới của bố tớ. Hôm nay, cô ta dẫn người đến khách sạn để tìm tê tớ và mẹ. Cô ta yêu cầu chúng tớ từ bỏ tài sản của tập đoàn Hoàn Vũ và buộc mẹ tê tớ phải tránh xa bố ra. Mẹ tranh cãi với cô ta thì bị cô ta gọi người đến ra tay, tớ chạy đến can ngăn thì bị cô ta tát một bạt tay. Trần Hy nói xong lại bắt đầu ấm ức. Cái gì, người phụ nữ này điên rồi, là ai thế? Vương Giai Kỳ tức giận đến mức chửi ầm lên. Hình như là một hot girl nổi tiếng trên mạng trần hy nói bố cậu cũng không phải là người mà đã già chát rồi mà còn va vào mấy con nhỏ trên mạng đấy vương giai kỳ mắng tên là gì nói tớ nghe đi anh tớ biết rõ mấy con nhỏ đó lắm tớ bảo anh tớ giúp cậu chút giận lê văn vân nhíu mày hỏi mẹ cô đâu mẹ tôi bị bọn họ đưa đến nhà họ lý rồi trần hy nói đến đây thì gương mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng lê văn vân lại khẽ nhíu mày anh thực sự không thể hiểu nổi ân oán giữa những người giàu có này. Tập đoàn Hoàn Vũ có thể coi là một tập đoàn lớn, trước đây Trần Mỹ Huyên hoàn toàn nắm quyền, Lý Hàng còn phải chạy đến Lâm Hải Cầu xin Trần Mỹ Huyên hợp tác lại. Khi Lý Hàng tìm được hot girl mới nổi tiếng trên mạng, ông ta lại muốn lấy cả tập đoàn Hoàn Vũ, thậm chí không hề muốn chia cho Trần Mỹ Huyên một xu, lại còn định xóa cả tên của Trần Hy trong gia phả nữa. Điều này khiến Lê Văn Vân không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa gì bị đưa đến nhà họ Lý rồi à? Sắc mặt Vương Giai Kỳ hơi thay đổi. Trần Hy gật đầu nói, tớ thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Ở Yên Kinh, tớ chỉ quen mỗi cậu là người có thế lực thôi, tớ. Cậu đừng sốt ruột, mặc dù ngoài miệng Vương Giai Kỳ nói như vậy nhưng trong mắt cô ấy lại hơi lo lắng. Thế lực của nhà họ Lý ở Yên Kinh rất lớn, không chỉ về tiền bạc mà tài sản riêng của họ cũng không thua gì ngân hàng Tân Hải, là dòng họ giàu nhất đất nước, thậm chí không ai bị kịp. Ngoài ra, họ còn là cổ võ thế gia, dòng họ đã sản sinh ra siêu cấp. Địa vị ở Yên Kinh rất cao. Về phương diện này, bọn họ không thua gì dòng họ Long của Long ưng Đài, ở một mức độ nào đó, có thể nói họ Lý là một trong dòng họ đứng thứ nhất ở Yên Kinh. Vương Giai Kỳ cũng phải kiêng nể. chương 517, cậu đừng có lắm mồm nữa. Có ích hay không, phải đi mới biết. Lê Văn Vân nhìn cô ấy nói, đi thôi, tôi sẽ lái xe đưa cô tới đó trước. Dù gì Trần Hy cũng chỉ là một đứa trẻ, dù Trần Mỹ Huyên gặp một số rắc rối trong gia đình nhưng bà ấy vẫn bảo vệ Trần Hy rất tốt. Bởi vậy khi Trần Hy đối mặt với loại chuyện này, cô ấy hơi hoang mang lo sợ, khi Lê Văn Vân nói như vậy thì đương nhiên cô ấy chọn tin Lê Văn Vân. Đê dấu lớn, đi thôi, Lê Văn Vân nhìn cô ấy cười cười. Tôi kêu anh tôi đi thẳng đến nhà họ Lý nha. Lê Văn Vân gật đầu nói, ừ, cứ kêu anh trai cô đến đó là được. Sau khi đến nơi, bảo anh ta liên lạc với Hoàng Gia Gia, đến lúc đó tôi sẽ nói cho họ biết cần phải làm gì. Vương Giai Kỳ gật đầu nói, được, tôi sẽ lập tức gọi điện cho anh trai. Lê Văn Vân và Trần Hy bước ra khỏi phòng, Long Nhã Lâm vẫn đang gọi điện thoại cho Long ưng đài ở đằng kia, cô ấy ngồi xổm trên mặt đất không ngừng lau nước mắt. Thấy Lê Văn Vân và Trần Hy bước ra, cô ấy hơi ngẩn người, vội vàng quay người đi như thể không muốn Lê Văn Vân nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Đúng vậy, cô ấy đã trả được mối thâm thù rồi, ban nãy vì 20 cái xác trước mặt mà tâm trạng hơi kích động nên vẫn chưa có cảm giác vui mừng của người đã báo được thù. Lúc này, sau khi gọi điện thoại cho Long ưng đài, cảm giác ấy lại trào dâng lên khiến cô ấy không kiềm lòng được. Lê Văn Vân cũng không quan tâm lắm khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, anh rút chìa khóa xe ra, bấm nút rồi đưa Trần Hy lên xe. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Sau khi lên xe, Lê Văn Vân lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoàng Gia Gia. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại đã kết nối, giọng nói nịnh nọt của Hoàng Gia Gia vang lên. Alo, anh Vân Hà, có gì dặn dò ạ? À? Lê Văn Vân ngẩn người rồi phì cười nói, cậu có quen thân với người nhà họ Lý không? Không quen, Hoàng Gia Gia nói, em không thể chơi nổi với cháu trai nhà họ Lý, cả một đám lúc nào cũng giả bộ ta đây làm như giỏi lắm vậy đó nhìn đã muốn đánh rồi vậy thì cho cậu cơ hội đánh bọn họ cậu dám không lê văn vân cười hỏi hả hoàng gia ra hắng giọng rồi nói chuyện này vẫn thôi đi đám người của nhà đó ít nhiều cũng đều luyện võ em đánh không lại đâu má ơi không phải anh đã làm gì đám người họ lý đó rồi chứ lê văn vân khởi động xe cười nói cũng không thể nói như vậy nhưng cậu cứ đến cổng nhà họ lý trước đi chương 518 thằng ngốc như anh mà còn đòi thể diện à. Lê Văn Vân lẳng lặng nói, là cứu người. Để tôi giới thiệu với cậu, đây là Trần Hy, cô ấy là con gái của Lý Hàng, mẹ cô ấy tên là Trần Mỹ Huyên, hiện tại bà ấy đã bị nhà họ Lý bắt đi rồi. Cô là con gái của Lý Hàng ư, Hoàng Gia Gia ngạc nhiên liếc nhìn Trần Hy rồi hỏi. Rõ ràng anh ta cũng đã từng nghe qua một số giai thoại về Lý Hàng. Dù sao giới nhà giàu ở Yên Kinh cũng không nhiều lắm, nhiều chuyện một chút là biết ngay thôi. Lê Văn Vân gật đầu, kể tóm tắt lại mọi chuyện cho Hoàng gia ra nghe, anh ta nghe xong liền gật đầu nói, thì ra là như vậy, Lý Hàng này thật sự không phải người mà. Được, chúng ta vào trong đi. Trong khi họ đang nói chuyện, có vài người canh cửa nhà họ Lý đi ra. Là dòng họ đứng đầu cả nước, bản thân họ cũng thuê rất nhiều vệ sĩ, có người trong số đó đã nhận ra Trần Hy và Hoàng Gia Gia, một người nhanh chóng nói, mau vào trong thông báo cho họ biết Trần Hy đã dẫn người đến đây, còn dẫn theo Hoàng Gia Gia và một người không biết là ai. Trong bốn người đứng ở cửa, có một người vội chạy nhanh vào bên trong. Lúc này, Lê Văn Vân và Hoàng Gia Gia vừa tới gần, hai người trong số đó đưa tay ra chặn đường, một người lạnh lùng nói, "Hoàng Gia Gia, hôm nay nhà họ Lý không tiếp khách, mời đi về cho ạ." Lê Văn Vân ngẩng đầu, liếc nhìn hai người rồi bình tĩnh nói, "Đây là con gái của Lý Hàng." Lý Hàng là người nhà họ Lý, hiện tại mẹ cô ấy đã bị nhà họ Lý của mấy người bắt giữ, chúng tôi tới để tìm người. Xin lỗi, người đàn ông kia lạnh lùng nói. Ê, cha nội mày, dám cản đường tao à? Hoàng gia gia điên tiết. Lúc này ngoài cửa có một người đi ra, đó chính là Tạ Vân, khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, anh ta cũng hơi sững sờ. Có lẽ anh ta theo Lý Thiên Vũ đến nhà họ Lý chơi. Nhìn thấy Lê Văn Vân, anh ta cười khẩy rồi nhìn Lê Văn Vân và Trần Hy từ đầu đến chân, cuối cùng đưa mắt nhìn Lê Văn Vân và nói, Lê Văn Vân, cổng lớn nhà họ Lý không phải là nơi mà người như anh vào được đâu. Sau khi nói xong, anh ta nhìn Hoàng Gia Gia nói, Hoàng Gia Gia, Lê Văn Vân này chỉ là một tên nhà quê, không có tư cách chơi với anh, tốt nhất là anh. Anh ta mới nói được nửa chừng, Hoàng Gia Gia đã lao lên đập vào đầu anh ta. Bốp! Hành động này khiến Lê Văn Vân sững sờ trong giây lát. Anh nhìn Tạ Vân, khóe miệng khẽ giật, lần này, anh nhìn mà còn thấy đau thay anh ta. Con mẹ nó, một tên ngốc như anh mà có tư cách gì bình luận anh Vân hả? Anh còn lèm bèm thêm một câu nữa, có tin tôi đánh chết anh không? Hoàng Gia Gia chửi ầm ý. Tạ Vân bị đấm đến mức hoa cả mắt, anh ta liếc mắt nhìn Hoàng Gia Gia mà muốn nổi điên lên. Quả thật Hoàng Gia Gia là thứ không thể chọc vào được. Chương 519 có lẽ đều là người nhà họ Lý dường như Hoàng Gia Gia đã từng đến đây, sau khi vào trong, Hoàng Gia Gia bèn hỏi đi đâu đây. Lê Văn Vân thở hắt một hơi sau đó nhắm mắt lại, tiếp đó, hai tay anh hơi động đậy phóng to thính lực đến cực đại, rất nhanh anh lại mở mắt ra, nói có lẽ là bên này. Hoàng Gia Gia hơi ngơ ngác, sau đó gật đầu, em nhớ bên này hình như là lầu hội họp của nhà họ, trong sân nhà họ Lý này có khá là nhiều phòng, em cũng từng tới đây một lần, không quen thuộc lắm, Trần Hy gật đầu nói, ừ, đúng là như vậy. Anh ta từng sống ở đây một khoảng thời gian dài nên vẫn khá là quen thuộc với nhà họ Lý. Đi thôi, Lê Văn Vân nói. Họ men theo đường vào trong, rất nhanh, họ dừng lại trước một tòa nhà. Tòa nhà này có kiểu dáng của biệt thự hai 3 tầng. Đến trước cửa, họ nghe thấy bên trong vang lên tiếng gì đó. Trần Mỹ Huyên bà đừng có không biết điều như vậy. Ký thỏa thuận chuyển nhượng này đi rồi cầm 10 triệu tệ cút xéo. Bên trong, một giọng nói vang lên, mọi chuyện đều do bà gây ra, nhà họ Lý chúng tôi không cần thứ làm vợ không hiểu chuyện như bà, còn về Trần Hy, nếu nó đã mang họ bà rồi thì bà tự dắt đi đi, 10 triệu đủ cho bà làm ăn khấm khá rồi. Bà không hiểu sao, mọi thứ của bà bây giờ đều là do nhà họ Lý cho hết, bà còn vênh váo như thể mình hay ho lắm, hoặc là từ bỏ quyền nuôi dưỡng Trần Hy, để nó về nhà họ Lý, hoặc là bà cầm tiền rồi cút. Hai giọng nói lại vang lên bên tai, Nằm mơ đi, giọng Trần Mỹ Huyên cũng vang lên ngay sau đó, tập đoàn Hoàn Vũ vốn tôi không muốn quản, tôi đã sớm rút cổ phần đi rồi, bây giờ ông muốn tôi chuyển nhượng miễn phí cho các người, 10 triệu ư. Sợ vào đâu, tập đoàn Hoàn Vũ có thể phấn chấn lại cũng nhờ không ít sức của tôi, Lý Hàng hiểu rõ gia nghiệp nhà họ Lý các người lớn mạnh như thế nào, làm ra chuyện thế này mà không sợ mất mặt à. Được lắm, tôi có thể dắt Trần Hy đi, đến lúc đó tôi sẽ làm to chuyện này trên. Mạng để tôi xem xem các người chịu nổi không." Trần Mỹ Huyên cười khẩy, "Hơn nữa, một đồng của tiền cổ phần cũng đừng hòng giảm bớt, muốn tôi rời đi thì móc 50 tỷ ra." Lê Văn Vân đứng ở cửa nghe được tới đây thì không khỏi cau chặt đôi chân mày. "Đây cũng là điều mà anh nghĩ mãi không thông, tại sao nhà họ Lý đột nhiên muốn thu lại tập đoàn Hoàn Vũ? Tập đoàn Hoàn Vũ cũng được xem là một công ty không nhỏ, nhưng cũng không phải công ty quá lớn hay thuộc hàng cấp cao." với nhà họ Lý mà nói có thể hoàn toàn không quan tâm tới. Về 50 tỷ mà Trần Mỹ Huyên nói, có lẽ bà ta đang nói bừa trong cơn nóng giận mà thôi. Trần Mỹ Huyên, bà đừng quá đáng, lúc này, giọng một người phụ nữ khác gằn lên, con gái bà mang theo người đến tìm bà, bà không suy xét bản thân thì cũng nên nghĩ cho con gái mình nữa, con gái bà sau này còn phải đi học nữa. Sắc mặt Trần Mỹ Huyên hơi thay đổi, Trần Hy như thế nào thì cũng là máu ngủ nhà họ lý các người, những thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng của nhà họ Lý các người cũng muốn dùng cho chính con cháu mình sao? Nói xong, giọng Trần Mỹ Huyên lại tiếp tục, Lý Hàng, ông nói một câu xem Trần Hy có phải máu ngủ của ông không? Sau đó là một khoảng im lặng. chương 520 cậu đừng tự chuốc phiền vào thân. Trần Mỹ Huyên thì ngồi trên ghế tựa, đầu tóc bà ấy rối bù, gương mặt có lẽ đã bị tát vài cái, hơi sưng. Nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định tay chân bà ấy đều bị người ta cố định lại trên ghế, không động đậy được. Bà ấy nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Gia Gia bước vào thì hơi bất ngờ. Mẹ, mẹ không sao chứ, lúc Trần Hy nhìn thấy bà ấy thì chạy thẳng sang, thấy mặt mẹ mình hơi sưng, cô ấy liền quay sang mắng người nhà họ Lý, các người thật quá đáng, quá đáng lắm. Lý Hàng ngồi một bên không nói gì, hai người đàn ông trung niên kia thì hơi cau mày lại. Hai người này một người thì hơi mập, bụng to, người còn lại thì cân đối hơn. Hoàng gia gia khẽ nói bên tai Lê Văn Vân, người phát tướng kia là Lý Lợi, đứng thứ ba trong thế hệ Lý Hàng, người gầy hơn kia bây giờ xem như là chủ tịch của mọi sản nghiệp nhà họ Lý, tên Lý Phong, thêm Lý Hàng thì ba người này coi như nắm mọi quyền lực của nhà họ Lý bây giờ, chia nhau quản lý mấy công ty lớn của nhà họ Lý. Đúng rồi, ông cụ kia là Lý Đạo Nhiên, là bố của Ho. Lê Văn Vân nhìn về phía mấy người đó. Đồng thời, Lý Phong cũng cau mày lại, Hoàng Gia Gia, cậu cũng không hiểu chuyện lắm nhỉ, đã nói rồi hôm nay không tiếp khách, thế mà cậu lại tự ý. Chạy vào. Hoàng Gia Gia bĩu môi, không hề sợ họ, anh ta nhìn Trần Mỹ Huyên rồi nói, nhà họ Lý các người được quá nhỉ, chơi trò chói vợ cũ rồi còn đánh đập nữa, muốn đuổi luôn con cháu mình ra ngoài, đúng là chỉ có các người làm được. Nghe xong những gì Hoàng Gia Gia nói, gã mập kia cau mày, liên quan gì tới cậu? còn nít danh, có tin hôm nay tôi thay bố cậu dậy lại cậu không? Hoàng gia ra rụt cổ, dường như hơi sợ ông ta, vội trốn ra sau lưng Lê Văn Vân. Lý Phong nhìn Hoàng gia ra một cái rồi nói, tự về đi, chuyện hôm nay cậu không quản được đâu, cậu cũng đừng nói gì ra ngoài, nếu chuyện lộ ra thì ông nội cậu cũng không cứu nổi cậu. Nói xong, ông ta nhìn sang Lê Văn Vân, cau mày nói, cậu kia, cậu lại là ai đấy? Lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói, bố, tên này chính là đứa con rơi đã hại tan tành nhà họ Lê đó, anh ta và Trần Hy quen nhau ở Lâm Hải. Sau đó hai người Lý Thiên Vũ và Tạ Vân cũng đi từ của vào, nửa cười nửa không mà nhìn Lê Văn Vân. Lý Phong im lặng nhìn Lê Văn Vân một cái, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt như không, cậu nhóc này, sao thế, muốn nhúng một tay vào chuyện này à? Lê Văn Vân nhìn ông ta rồi bước về phía trước, bước đến trước mặt Trần Mỹ Huyên. Sắc mặt Trần Mỹ Huyên khẽ thay đổi, bà ấy nhìn Lê Văn Vân rồi nói, Lê Văn Vân, sao cậu lại đến đây, chuyện này không liên quan gì tới cậu, cậu mau đi đi, nhà họ Lý này bên ngoài thì hào nhoáng lắm, sau lưng thì lại toàn dùng những thủ đoạn bị ổi mà thôi. Cậu đừng tự chuốc phiền vào thân. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 520.